Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Đại sẽ giới thiệu cho mọi người cái chương trình dinh dưỡng của công ty Westfit, mà một cách đơn giản hóa và làm thế nào để nâng cao cái năng suất chăn nuôi hiện nay. Thì tại Tây Nguyên thì Đại đang thiết kế cho các cái trang trại là với 10 con heo sinh ra theo mẹ thì sử dụng 14 bao U82S để con heo con đạt từ 32 đến 35 kg. Sau đó thì với 10 con heo Đại đang sử dụng là 5 đến 6 bao cái U78S, 10 con thì 50 đến 60 bao. Thì khi đó con heo đạt khoảng trọng lượng từ 95 kg thì chúng ta chuyển sang cái giai đoạn là xuất chuồng là U70. Với một con heo 1 đến 2 bao thì chúng ta sẽ xuất chuồng từ 105 kg cho đến 115 kg để đảm bảo chất lượng đỏ đẹp và thở mụ khen. Với chương trình dinh dưỡng như Đại thiết kế thì người chăn nuôi với chi phí sản xuất với quy trình để đạt 115 kg thì Đại theo dõi và tổng kết thì Đại thấy hiện nay là đó là chương trình dinh dưỡng mà tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất. Nó đảm bảo là thắng là thứ nhất là người mụ á, người lò mụ á thì họ vẫn cứ đảm bảo được chất lượng thịt cũng như cái thành của heo. Cái thứ hai là người chăn nuôi heo thịt thì có giá thành hay là chi phí sản xuất đạt 115 kg á là rẻ nhất. Cái thứ ba nữa là với cái quy trình như vậy thì con heo nó phát triển một cách là rất là ổn định và tăng trưởng một cách tự nhiên. Xin cảm ơn.